Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã tiếp tục quay trở lại xem bóng đá là có tiền cùng mình. Hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa Uruguay và Argentina. Trận đấu này thì nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022, diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2021 các bạn nhé. Ok, thì một số cái lưu ý trước khi mình vào những cái nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay cho tất cả anh em. Là thực ra là khi mà mình nhận định ở trên video, ở trên kênh cho tất cả mọi người, đấy là cái nhận định khách quan của mình vào cái lịch sử thi đấu, vào cái đội hình ra sân, cũng như là vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Và mình đưa ra một cái nhận định làm sao cho thiết kế sát sao nhất và chính xác nhất để cho anh em có thể lựa chọn theo dõi. Và anh em khi theo dõi những cái lựa chọn của mình, theo dõi những cái nhận định của mình, thì đó là anh em một trong những cái ý kiến tham khảo để anh em có thể theo kèo hay không theo kèo. Chứ còn như thời gian trước thì ăn thông rất là nhiều, thời gian này thì cũng trận ăn và trận thua. Nhiều anh em thì không sao, anh em hiểu, không vấn đề gì. Anh em không hiểu thì cứ vào nói này nói nọ, bình luận là nhận định toàn thua này nọ. Ok, anh em có quyền anh em được theo và anh em có quyền anh em từ bỏ, mà đâu có phải là mình ép anh em phải chơi đâu, đúng không ạ? Nên là chính như vậy thì cũng mong là anh em luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Còn anh em nào cảm thấy nếu như không theo dõi được thôi, ok, hủy đăng ký, hủy subscribe, sang kênh khác xem. Mình cũng không có cấm cản anh em mấy cái điều này. Còn anh em cảm thấy chơi được thì anh em ở lại chơi, còn nếu không thì thôi. Đó, thì ở trong cái nhóm bóng của mình thì trong thời gian gần đây thì cũng lúc ăn lúc thua, nhưng mà chung quy lại nếu mà tính trong một tháng thì cái lãi suất nó vẫn là cao và cái tỷ lệ ăn nó vẫn là cao anh em nhé. Anh em nào chưa kết bạn với lại cái Telegram cũng như là Zalo của mình thì kéo xuống mỗi phần mô tả, kết bạn Zalo với mình hoặc trực tiếp kết bạn cho cái Telegram mình để trên màn hình đây, A+HQ1954. Để rồi khi mà kết bạn với mình thì mình sẽ đưa các bạn vào trong cái nhóm bóng để kèo 24/7 với một cái tỷ lệ win cao và luôn luôn sát sao anh em, kể cả là khi mà không có những trận bóng chính chúng ta cũng sẽ đẩy những kèo bóng cỏ. Không dài dòng nữa thì mình sẽ đi vào những cái nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay. Theo các bạn cũng biết rằng là Uruguay trong thời gian gần đây thì họ đã có những cái trận thi đấu hơi bất ổn, và trong ba trận gần đây nhất thì họ đã chưa biết mùi chiến thắng ở cái vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ này, khi mà họ có 2 trận thua cùng với lại 1 trận hòa. Và với cái kết quả trên thì trong thời điểm hiện tại họ đã tụt xuống cái vị trí thứ 6 ở trên bảng xếp hạng rồi. Họ đang tụt xuống đây các bạn này. Họ đang tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 12 trận đấu có 4 thắng, 4 hòa, 4 thua. Với 14 bàn thắng ghi được để thủng lưới 17 và âm 3 bàn, đang có 16 điểm. Đấy, thì họ nếu như họ không quay trở lại thì còn tới 6 vòng đấu nữa, 18 trận, còn 6 vòng đấu nữa họ không bắt đầu quay trở lại luôn thì đồng nghĩa với việc là Uruguay sẽ không có khả năng để tham dự cái World Cup năm 2022. Khi mà ở khu vực Nam Mỹ này sẽ chỉ lấy 4 đội thôi, lấy 4 đội nhất đến thứ tư của bảng đấu, còn đội thứ năm thì sẽ chấp nhận đá playoff với một cái khu vực khác, thì ít nhất Uruguay sẽ phải vươn lên được vị trí thứ tư hoặc thứ năm để có thể có cái cơ hội để mình đi tiếp vào trong cái xong. Thì liệu rằng là ở trận đấu này khi mà đối thủ của họ lại là một Argentina trong thời gian gần đây đang thi đấu khá là ổn định, thì các cầu thủ Uruguay có thể làm nên bất ngờ gì hay không khi mà Uruguay trong trận đấu này được thi đấu ở trên sân nhà các bạn nhé. Về cái đối đầu cũng như là cái phong độ thi đấu gần đây của cả hai đội thì lúc nãy mình cũng đã phân tích rồi, 3 trận đấu gần đây Uruguay không biết mùi chiến thắng. Còn về phía các cầu thủ Argentina, trong 6 trận đấu gần đây nhất họ chỉ có duy nhất 1 trận hòa, không có trận thua nào và đang thắng 6 trận à thắng 5 trận. Lịch sử đối đầu của cả hai đội thì trong tổng số 6 trận đấu gần đây nhất thì hai đội có 2 kết quả hòa vào năm 2017 và 2019. Còn lại 4 chiến thắng nghiêng về phía các cầu thủ Argentina. Vậy là phong độ cũng như là lịch sử đang ủng hộ toàn bộ về Argentina. Trong những trận đấu gần đây thì các cầu thủ Uruguay đã đẩy thua trước các cầu thủ Brazil 4-1, thua trước Argentina ở cái vòng lượt đi với tỷ số 3-0. Đấy, họ hòa Colombia, họ thắng được Ecuador, thắng được Bolivia và có một trận hòa trước Peru. Còn Argentina thì trong cái chuỗi trận gần đây thì họ đang có những cái chiến thắng khá là tưng bừng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Bolivia và chiến thắng 3-0 nữa trước Uruguay ở cái vòng đấu trước. Thì trong trận đấu vào rạng sáng ngày mai này thì các cầu thủ Argentina có tiếp tục được duy trì được cái mạch bất bại của mình hay không thì chúng ta lại còn phải xem xét phân tích về cái đội hình ra sân và cũng như là cái thông tin lực lượng của cả hai đội.
Thì ở trong cái trận đấu này có một cái vấn đề là như này này, về phía các của Argentina, khả năng những cái vị trí quan trọng của Argentina trong trận đấu này thì nhiều khả năng sẽ được dưỡng sức. Tại vì các bạn cũng biết rằng là Argentina tính ở thời điểm hiện tại họ cũng đang khá là an toàn, họ đang khá là an toàn khi mà họ mới đá 11 trận và hiện tại họ cũng đang có tới 25 điểm đứng ở vị trí thứ hai, bỏ cách biệt Ecuador tới 20 điểm, mà trong khi Ecuador đá 13 trận rồi, họ thì mới đá có 11 trận thôi. Chính vì thế là cái khả năng mà để tụt được top của Argentina nó cực kỳ khó. Còn Brazil thì chắc chắn quá rồi, Brazil đang tới 34 điểm rồi thì gần như là không còn cơ hội để mà cho hai đội bóng này tụt ra khỏi top 4 nữa. Chính vì thế là họ cũng có một cái tâm thế đá khá là thoải mái ở trong trận bóng này. Đấy thì mình sẽ thông qua luôn cho anh em về cái lực lượng ra sân nhá, lực lượng ra sân dự kiến ở trong trận đấu này của Uruguay cũng như là Argentina. Về phía đội khách Argentina, khả năng Messi sẽ không ra sân ở trong trận bóng này. Ở trên hàng công của họ thì sẽ bao gồm Gomez cùng với lại Correa. Đấy, ở dưới hàng tiền vệ thì sẽ là Lo Celso này, Di Maria cùng với lại vị trí của Lautaro. Ở hàng thủ thì Romero này, Otamendi, Acuna cùng với lại Montes sẽ là những cầu thủ đá ở trung vệ và tiền hậu vệ cánh của các cầu thủ Argentina. Bắt chính trong khung thành của Argentina trong trận bóng này sẽ là Martinez. Những cái tên mà gần như là rất xa lạ với lại mọi người, thì liệu rằng ở trong trận bóng này Argentina có đặt ra cái mục tiêu là có điểm trọn vẹn 3 điểm ở trên sân của Uruguay hay không, hay là họ sẽ dưỡng sức cho những trận đấu sắp tới. Thì về phía các cầu thủ Uruguay ở trong trận bóng này, những cái tên như là Suarez này, hay là Jonathan Rodriguez, Vecino hay là vị trí của Bentancur sẽ ra sân ngay trước chính. Vậy là Uruguay sẽ rất mong có điểm ở trong trận bóng này và họ đã ra sân một cái đội hình mạnh nhất của họ trong thời điểm hiện tại rồi. Còn Argentina lại đang muốn dưỡng sức để cho những trận đấu sắp tới, thì mình đánh giá là ở trong trận bóng này là một trận trong trận đấu là có thể Uruguay sẽ giành được chiến thắng trước các cầu thủ Argentina để quay lại ít nhất là top 5, để quay lại ít nhất là top 5 ở trong cái khu vực Nam Mỹ này. Thì về phần kèo, nhà cái đang đưa ra cái kèo như thế nào? Trong trận bóng này với cái lợi thế trên sân nhà của mình thì các cầu thủ Uruguay được các cầu thủ Argentina chấp 0,25, tài xỉu trong cả trận là tài xỉu 2 hòa, trong hiệp 1 vẫn chấp 0,25 và tài xỉu trong hiệp 1 là 0,75. Đấy. Còn về tỷ số thì ở trong trận bóng này nhà cái đang hướng đến cái tỷ số nào nhiều nhất? Ở những cái tỷ số chiến thắng dành cho các cầu thủ Argentina với lại 1-0, 2-0, 2-1 đấy và hai cái tỷ số hòa 0-0 và 1 đều ấy, nó đang được có một cái tỷ lệ ăn mình đánh giá là trung bình thấp, khi mà 4,7 này, 8,5, 8, 6,2 và 5,5 đây là trung bình thấp các bạn nhá. Thì nhà cái đang đánh giá nhiều hơn đến một cái cửa mình nói ở đây đến là anh em có thể thiên nhiều hơn đến cửa hòa trong trận bóng này, có thể là hòa với tỷ số 1 đều. Đấy. Cũng có thể nhá, các cầu thủ Uruguay có thể giành chiến thắng trước Argentina, tại vì hoàn toàn là có thể thôi. Trong trận đấu này thì Argentina họ không đưa ra một cái đội hình mạnh nhất của họ. Thì trong trận bóng này anh em có thể giải cho mình những cái kèo ví dụ như là 1-0, 2-0 cho Uruguay cùng với lại hai cái kèo hòa 0-0 và 1-1. Góc thẻ ở trong trận bóng này thì tài góc trong hiệp 1 là 4 hòa mà tài góc trong cả trận là 9 hòa. Hai đội bóng đều có một cái lối đá, đó là phòng ngự phản công. Chứ không có đội bóng nào có một cái lối đá là tấn công tổng lực và họ phòng ngự phản công, đợi cái lỗi sai của đối phương rồi họ tràn lên đánh cái đòn phản công thôi. Thì ở trong trận bóng này mình đánh giá là một cái tài góc nó rất là khó, không phải ngẫu nhiên nhà cái tự nhiên lại giảm xuống một cái tài góc, đó là 4 hòa trong hiệp 1 cùng với lại 9 hòa trong cả trận đâu. Nhưng mà cái này ấy, trước trận đấu diễn ra 30 phút chúng ta đi vào phân tích những cái kèo này thì mình đánh giá là ok hơn và nó sẽ chính xác hơn. Đấy thì mình cũng sẽ không nói quá nhiều quá dài dòng ở trong trận bóng này và mình sẽ chốt cho anh em một cái kèo trong trận bóng này, đó chúng ta nằm bóng nhá, nằm bóng thằng Uruguay trong cả trận cùng với lại một cái kèo tài luôn trong trận bóng này. Nếu như không hòa 1-1 thì Uruguay sẽ thắng tỷ số 2-1, đấy là những cái dự đoán của cá nhân mình. Và trong hiệp 1 mình đoán là có bàn thắng, chính vì thế thì chúng ta có thể nằm cái tài trong hiệp 1 này, tài cả trận cùng với lại bóng Uruguay. Đấy là những cái nhận định và những cái dự đoán của mình.
mình. Thì trên đây là toàn bộ những cái nhận định, những cái dự đoán của mình về kết quả của trận đấu giữa Uruguay cùng với lại Argentina. Anh em muốn nhận thêm nhiều quả bóng hơn nữa, muốn có một trang chơi uy tín, hãy kéo xuống phần mô tả của mỗi video. Mình sẽ để số Zalo của mình ở dưới đấy, link Zalo cũng có luôn. Đấy, cùng với lại cái kết bạn Telegram, cùng với lại link Telegram của mình dưới đó, thì anh em chỉ cần kết bạn với mình rồi nhắn tin cho mình là muốn vào nhóm, thì mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm bóng đẩy kèo 24/7 với một cái tỷ lệ win cao, hướng dẫn các bạn chơi ở trên trang web kèo bóng 368.com. Thì ở trên trang web này mình cũng có cho các bạn đăng ký cái phần để đăng ký tài khoản chơi luôn, cũng như là mọi cái vấn đề liên quan đến thế giới túc cầu thì mình cũng sẽ nhận định ở trên này cho tất cả anh em cùng theo dõi. Ok, thì mình sẽ dừng lại cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.